Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, Quốc Việt xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tường thuật cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 non sông liền một giải. Chương trình với sự đồng hành của nhà tài trợ Tôn Đông Á. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì đoàn đua xuất phát từ thành phố Nha Trang về Phan Rang. Đây là một chặng đua mà có rất nhiều kịch tính được dự báo trước, đặc biệt là có đèo Vĩnh Hy, một ngọn đèo cao và có độ khó. Trong những năm vừa qua thì tay đua Hồ Hoàng Sơn của Premium Cycling Vĩnh Long rất có duyên ở trên đèo này. Anh đã 2 năm liên tiếp chinh phục thành công đèo Vĩnh Hy. Chúng ta trước khi bước vào chặng đua này sẽ gặp gỡ một chút với nhân vật cũng khá là đặc biệt này. Riêng đèo Vĩnh Hy thì độ khó nó là về Phan Rang nó giờ nóng và đèo thì cao, cua gắt. Em phải nỗ lực, phải nói là hết sức để có thể ăn được cái đèo đó. Thì hiện giờ nói chung là Luis rất là lợi thế trong cái cuộc đua này. Tại vì cúp truyền hình mà đã biết là vô đèo, người trước người sau là chỉ có một điểm thôi. Mà Luis đã ăn 5-6 điểm rồi, tôi nghĩ là Luis vẫn còn thắng tuyệt đối ở cái ngày mai. Nếu có tấn công thì sẽ tấn công trong đèo hoặc là qua đèo, sẽ xem lực lượng của thành phố còn đủ hay không. Thì họ mới khuyết sâu vào những cái lỗ hổng đó và mới tấn công đội em vị trí đồng đội. Quý vị và các bạn, 6 giờ 45 phút thì ông Võ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa phất cờ cho đoàn đua bước vào chặng thi đấu thứ 18 từ Nha Trang về Phan Rang, đường dài 130 km. Chặng đường này có leo đèo Vĩnh Hy đèo loại 3, 5 điểm cho người về đầu và cuộc chiến áo đỏ trên đèo này dự đoán sẽ khó lòng thoát khỏi tài của Lô X. Ngoài ra thì 130 km chặng đường từ Nha Trang về Phan Rang còn có một sprint tại Cam Ranh. Hầu hết trong chặng đường ngày hôm nay các pro sẽ thi đấu ven biển. Trước tiên là ra khỏi trung tâm Nha Trang, các vận động viên sẽ thi đấu ở đoạn đường biển bãi dài hướng về Cam Ranh. Ngay bắt đầu vào đoạn đường biển khu vực Vịnh Kim Cương đã có những đợt tấn công đầu tiên. Các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Minh Giang với Nguyễn Cường Khang là người phát pháo đầu. Cả đoàn đồng ở phía sau đang đi trên những đoạn đèo dốc ở khu vực Vịnh Kim Cương với tốc độ rất cao. Những động thái đầu tiên của các tay đua thành phố Hồ Chí Minh Minh Giang cho thấy họ đang muốn tính toán cho vị trí áo xanh của Lê Việt Minh. Có lẽ là những dàn xếp chiến thuật này sẽ hướng về sprint 1 đầu tiên tại Cam Ranh. Trên mặt nhóm của bạn bạn là các tay đua ở trong nhóm đầu. Họ đã tách ra được khỏi đoàn đông với khoảng cách chừng 30 đến 40 giây. 8 tay đua ở trong nhóm này, đáng chú ý là có Lê Nguyệt Minh của thành phố Hồ Chí Minh Minh Giang, người đang mặc chiếc áo xanh sau 17 chặng đua. Số điểm áo xanh của Lê Nguyệt Minh lúc này là 185 điểm. Anh có người đồng đội là
tay đua mang số đèo 15, Nguyễn Dương Hồ Vũ ở trong nhóm này. Hai mũi nhọn tấn công của thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang, họ đang tính toán chiếc áo xanh cho Lê Nguyệt Minh. Đáng chú ý ở trong nhóm này còn có các tay đua của quân đội Diên Hùa Đồng Nai và Bay Life Đồng Nai, cũng như là Calitos Đồng Tháp. Quân số của thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang đông hơn với ba tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ, Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Cường Khang mang số đeo 13. Mũi nhọn tấn công của huấn luyện viên Trần Văn Quýt được cử lên rất sớm ở trong nhóm 1 này là tay đua mang số đeo 62 Nguyễn Nhật Nam. Như vậy là hai chặng đua đường trường liên tiếp thì Nguyễn Nhật Nam đều là mũi nhọn tấn công chủ lực của huấn luyện viên Trần Văn Quýt. Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Văn Quýt đang rất muốn cải thiện vị trí đồng đội. Đó là mục tiêu gần nhất mà họ có thể nghĩ tới. Các tay đua ở trong top đầu đang đi với tốc độ khoảng chừng gần 50 km/h trong điều kiện gió ngang khá khó chịu ở khu vực ven biển. Các chặng vừa qua Lê Nguyệt Minh chơi khá im hơi lặng tiếng. Bây giờ là lúc anh sẽ phải trở lại cuộc đua gai gắt ở giải áo xanh. 1 phút là khoảng cách thời gian của nhóm đầu, trong đó có Lê Nguyệt Minh tạo ra được với ở phía đằng sau. Khả năng đánh sprint đầu của ba tay đua thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang là phải nói cực cao. Nhóm đầu của đoàn đua đang chuẩn bị tấn công vào sprint duy nhất ở chặng đua này. Một tay đua như vậy là Lê Nguyệt Minh. Lê Nguyệt Minh đã băng lên, nhưng rất có thể người giành chiến thắng là tay đua của Calitos Đồng Tháp. Ở trong chặng đường này thì việc bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Thành Tâm có thể nói không quá nhiều căng thẳng cho ekip An Giang và bảo vệ thực vật An Giang. Họ canh chừng chủ yếu là đối thủ quân khu 7 với vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng tổng sắp. Áo vàng là Huỳnh Thanh Tùng. Nhóm 1 và nhóm 2 cách nhau 1 phút 15 giây. Như vậy là khoảng cách đã tăng lên thêm 5 giây nữa khi đoàn đua ra quốc lộ 1. Như vậy kết quả từ các trọng tài đã xác nhận người chiến thắng ở trong sprint tại Cam Ranh là tay đua Nguyễn Vũ Linh. Thực chất thì Nguyễn Vũ Linh thắng sprint vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu giải áo xanh của Lê Nguyệt Minh. Tay đua của Lê Nguyệt Minh ở vị trí thứ nhì tại sprint vừa rồi. Tốc độ của nhóm đầu vẫn đi khoảng 50 km/h. Do không có các tay đua nằm trong khu vực tranh chấp với áo vàng Nguyễn Thành Tâm, nhóm các vận động viên này đều có khoảng cách từ 11 phút trở lên so với Nguyễn Thành Tâm, nên họ cũng thoải mái ra đi ở phía trước. Mà đoàn đông ở phía sau chưa kịp không vội vàng tấn công để bắt lại các vận động viên này. Đang được theo dõi những hình ảnh của nhóm 1. Đây là nhóm gồm có 7 tay đua đang tiến vào khu vực đèo Vĩnh Hy. Thưa quý vị, chúng ta đang được theo dõi những hình ảnh của nhóm 1 gồm 7 tay đua. Đây là nhóm tay đua đã tổ chức tấn công và đã giành được chiến thắng ở sprint 1. Và bây giờ thì họ tiếp tục tạo được khoảng cách 1 phút 30 giây so với nhóm 2. Và trong nhóm các tay đua này thì chúng ta cũng thấy là có đáng chú ý là tay đua số 11 áo xanh Lê Nguyệt Minh cùng với đồng đội của anh là Nguyễn Cường Khang ở ekip thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang. Ngoài ra còn có hai tay đua của hai ekip Đồng Tháp và Đồng Nai. Đây không phải là những tay đua đang nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu áo chấm đỏ dành cho Vua Lên Núi. Chúng ta cũng thấy rất rõ là ở trong chặng đèo ngày hôm nay với ngọn đèo Vĩnh Hy, một ngọn đèo loại 3, thì các ekip mạnh đang sở hữu những ứng viên tranh chấp danh hiệu áo chấm đỏ đã không tung những quân bài của mình để giành chiến thắng ở đỉnh đèo này, mà thay vào đó là cho những ứng viên khác, cho những tay đua khác của mình lên với mục tiêu để xóa điểm đèo. Vì các tay đua không phải là những tay đua nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu áo chấm đỏ Vua Leo Núi đã là những người bước đi. Và Nguyễn Dương Hồ Vũ, tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang, chính là người đã cán đỉnh đèo ngang đầu tiên, giành được 5 điểm và có được chiếc áo chấm đỏ đầu tiên dành cho Vua Leo Núi. Với những ngọn đèo loại 3, ngọn đèo không quá khó, thì các huấn luyện viên thường sẽ không tung ra những vận động viên tốt nhất của mình để thi đấu. Ngọn đèo Vĩnh Hy, ngọn đèo loại 3 này chỉ có một khoảng cách là khoảng 16 km.
độ dốc trung bình khoảng 8 độ. Trên màn ảnh thì quý vị và các bạn cũng đã thấy đây là một trong những con dốc sóc có độ dốc cao và cực kỳ khó chịu. Khi bước vào đoạn dốc này cũng chính là lúc mà các vận động viên bước vào cuộc tranh chấp ở trên đèo Vĩnh Hy, đèo loại 3. Theo những nhận định của biên tập viên Thái Ân thì rõ ràng là các tay đua của Đồng Nai rất là muốn thực hiện một cái ý đồ chiến thuật là xóa điểm đèo để giữ vị trí hạng nhất giải áo đỏ vua lê núi cho tay đua Loic Desriac. Nhưng chúng ta cũng biết là cách biệt 5 điểm khi mà Loic Desriac đang có 16 điểm, còn tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Đô Mexico Đồng Tháp là người đang có số điểm đèo là 11 điểm. Chênh lệch 5 điểm này cũng rất có thể là trong các đoạn đường leo dốc này thì những chân đèo mạnh sẽ bắt đầu tấn công. Lúc đó thì chúng ta mới được theo dõi những gì hấp dẫn nhất vốn có ở trên đường đèo khi mà Nguyễn Tấn Hoài tấn công. Để tìm kiếm điểm thì Loic Desriac buộc phải bám theo. Chiến thuật đẩy các tay đua ở top 1 lên ngay đầu chặng đua này làm mồi nhử của các ekip Bylife Đồng Nai và Đồng Tháp là như thế. Nhưng vẫn có thể, thưa các bạn, vẫn có thể có những thay đổi trong đoạn đường còn lại. Như chúng tôi đã giới thiệu thì cung đường biển, khi mà các tay đua vượt qua hết đoạn dốc trên màn ảnh của quý vị và các bạn, mới bắt đầu vào khu vực cam go nhất cho các vận động viên. Chúng ta thấy là vào con dốc cao này thì đã có những vận động viên bị bỏ lại ở phía sau. Tốc độ của top đồng bấm này có lẽ phải đạt đến mức trên 45 km/h, một tốc độ rất cao. Và đối với khi mà các tay đua đang đi với tốc độ như thế này, chỉ cần họ lên một đoạn dốc nữa và các tay đua ở phía sau của đoàn đông nếu như không kịp bám vào các tay đua ở phía trước, chỉ cần để bị tụt lại phía sau một chút thôi thì sẽ vô cùng khó khăn để có thể đuổi kịp với các tay đua ở phía trên. Như vậy vào đến khu vực gần chân đèo Vĩnh Hy thì chúng ta đang thấy các ngoại binh đang thể hiện sức mạnh của mình khi mà dẫn đầu đoàn đông đang là Edgar Nieto cùng với Luis Desriac, và bám sát ở bên cạnh anh đó là tay đua Mercedes 116 Sagda Perez Javier của hạng Ngọc Trời An Giang. Rồi sau lưng ba ngoại binh này là Nguyễn Tấn Hoài, tay đua đã hai lần liên tiếp mặc áo đỏ của cúp truyền hình các năm 2015 và 2016. Đó đều là những tay đua được đánh giá rất mạnh ở trên đường đèo. Và đây là mức đỉnh đèo Vĩnh Hy. Chúng ta theo dõi xem tay đua nào sẽ là người vượt lên mức đỉnh đèo trước tiên. Để chờ xem tay đua nào vượt qua, đó là Luis Desriac. Anh đã vượt qua mức đỉnh đèo trước tiên để lấy cho mình thêm 5 điểm áo đỏ nữa. Và bây giờ thì Luis đã có được cho mình là 21 điểm áo đỏ. Tiếp tục dẫn đầu một cách vững chắc ở trên bảng xếp hạng cho tay đua leo núi xuất sắc nhất của cúp truyền hình năm 2018. Rồi. Sau khi hết đoạn đường đổ thì các vận động viên ở trong nhóm đầu, các vận động viên mạnh vẫn đi chung với nhau. Chúng ta thấy là áo vàng Nguyễn Thành Tâm không có mặt ở trong cuộc tranh chấp điểm áo đỏ vua leo núi. Và một lần nữa chúng ta đã chứng kiến Loic Desriac mạnh như thế nào trên đường đèo. Vâng, phải nói rằng rất khó cho đối thủ nào đặt mục tiêu đánh chiếc áo chấm đỏ ở cuộc đua này. Mặc dù ngày mai chúng ta còn hai ngọn đèo mang tính quyết định là đèo Ngoạn Mục và đèo Brand. Đây, trên màn ảnh là hai tay đua đã nỗ lực bước lên ở phía trước. Loic Desriac với chiếc áo chấm đỏ rất dễ nhận ra. Và bên cạnh anh là tay đua mang số đèo 611 Phạm Quốc Cường. Cả hai đang cố tạo tốc độ để bỏ lại đoàn đông phía sau. Cuộc chiến rất hấp dẫn. Loic có sức leo đèo mạnh, nhưng đồng thời khi mà anh tạo tốc độ, nếu vận động viên nào có thể kịp theo thì cũng là một cách để họ nương theo sức của Loic để tấn công. Dược Đô Mexico Đồng Tháp đang muốn tấn công ở giải đồng đội.
nên buộc phải cử vận động viên bám theo Loic Destriac. Cuộc rượt đuổi bắt đầu diễn ra vô cùng gai cấn. Loic Destriac bước đi, lôi theo vận động viên của Dược Domesco Đồng Tháp, và ngay lập tức thì ở phía đằng sau, anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh phải tăng tốc độ. Anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát các tay đua của An Giang, rồi Bylife Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp. Đó là những đối thủ đang cạnh tranh với họ ở trên bảng xếp hạng đồng đội. Nói chung bây giờ trong cái điểm đèo thì Luis đang lợi thế rất là cao. Thì chúng tôi đám lại thì hiện giờ chúng tôi đang tập trung vô các đồng đội. Nhưng mà hiện giờ các đội đang xiềng với nhau hết, cho nên là các đồng đội cũng rất khó. Biết là thời điểm này thì Đồng Tháp đang lợi thế là 6 vận viên, nhưng mà Vít chỉ có 3 vận động viên. Nhưng mà Vít lại lựa và dựa vào chỗ An Giang bảo vệ áo vàng và áo trắng, và luôn cả cái trong cái nhóm này thì nó thật sự là cũng đang khó khăn cho Đồng Tháp. Nãy giờ tấn công liên tục nhưng mà không xúc ra được, là tại vì bên này cũng có An Giang cũng ruột theo để giữ cái áo vàng lại, cho nên là cái cục diện này cũng rất là khó. Tính toán đối với huấn luyện viên Trần Văn Quýt, đầu chặng đường ngày hôm nay thì ông cử Nguyễn Nhật Nam sau khi leo đèo. Với tình huống dốc sức của Nguyễn Tấn Hoài và Phan Hoàng Thái thì huấn luyện viên Trần Văn Quýt lại cử Phạm Quốc Cường. Nhưng những tính toán vừa rồi của huấn luyện viên Trần Văn Quýt không thoát được sự nhạy bén chiến thuật của các tay đua An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Trên màn ảnh chúng ta thì tay đua mang số đèo 116 đó là Sarda Perez Javier của hãng Ngọc Trời An Giang. Anh làm nhiệm vụ chạy chiến thuật trong những chặng đường vừa qua rất tốt. Chúng ta thấy là đội hình của Đoàn Đông đi hơi xiên từ góc đường bên trái, từ góc đường bên phải sang góc đường bên trái để tránh một luồng gió thổi chéo góc. Như vậy là rõ ràng là cuộc chiến đồng đội cũng đang diễn ra vô cùng hấp dẫn bên cạnh những danh hiệu khác. Và bây giờ thì cuộc chiến đồng đội vẫn đang diễn ra rất hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú của Bylife Đồng Nai để nghe anh chia sẻ về những tính toán chiến thuật tiếp theo. Thưa anh Tú, anh có thể chia sẻ những chiến thuật của anh trong phần còn lại của chặng đua ngày hôm nay về cuộc chiến đồng đội hay không ạ? Thì chặng ngày hôm nay là chặng cũng khá là khó trong hai chặng ngày hôm nay và ngày mai. Thì chặng ngày hôm nay thì đội Bylife Đồng Nai thì sẽ cố gắng lợi dụng những cái đường đèo dốc của cái đèo Vĩnh Hy thì để tấn công. Và hiện tại tới thời điểm này thì cái áo đỏ của Luis cũng đã khá thuận lợi. Thì từ đây về tới đích thì nói chung là đường thì đường gió thôi, nên là màu nhóm này thì tôi nghĩ thì chắc nó cũng sẽ về chung một nhóm, và các đội sẽ chờ vào chặng ngày mai. Như vậy đến đoạn đường này thì sẽ có bắt đầu những đợt tấn công. Chúng ta có thể thấy là hình ảnh flycam cóc quay từ trên cao đoạn đường dẫn vào trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm rất đẹp. Cuộc chiến ở trên đèo Vĩnh Hy đã đẩy đoàn đua ra thành nhiều top, và nhóm ở trên màn ảnh quý vị và các bạn chính là các tay đua mạnh nhất, tranh chấp áo vàng, áo xanh, áo đỏ và cả giải đồng đội vẫn đi chung với nhau. Tốc độ của các tay đua ở trong nhóm này đang được đẩy lên cao hơn ít phút trước đó, từ 42-43 km/h lên thành 45 km/h. Nếu như trong vài km cuối này mà không thể có được sự thành công trong tính toán bứt tốc để bỏ lại nhóm đồng ở phía sau, thì chắc chắn là các tay đua của Bylife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp sẽ tính toán theo hướng khác. Trước gọng kềm từ An Giang và thành phố Hồ Chí Minh thì Bylife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp chỉ còn tính toán theo cách là sẽ đánh giải thưởng chặng. Chúng ta hãy chờ xem. Nguyễn Tấn Hoài từ
đỉnh đèo Vĩnh Hy cho đến lúc này đang có sự hồi phục rất tốt. Theo chúng tôi đánh giá như vậy, anh có thể sẽ trở thành nhân tố tranh chấp giải thưởng chặng ở chặng đua này. Như vậy là chúng ta đã vừa được thấy các đua đang bắt đầu sắp xếp các vị trí thuận lợi ở trên đường, khi mà họ đã vượt qua mức thông báo trọng tài là còn 5 km nữa là sẽ về đến đích. Như vậy là chỉ một chút nữa thôi, chỉ một vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ được chứng kiến nước rút của các đua tại khu vực đích đến ở thành phố Phan Rang này. Và ở khu vực đích đến thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy là đã có rất đông các khán giả có mặt để chờ theo dõi nước rút của các đua, để cổ vũ, để ủng hộ tinh thần cho các đua khi mà họ sẽ mở nước rút để lao nhanh về đích. Với việc các đua vẫn đang đi với nhau thành một chùm đông như thế này, và Lê Nguyệt Minh cùng với Nguyễn Thành Tâm vẫn đang bám sát với nhau trên đường, thì rất dễ nghĩ đến một kịch bản mà chúng ta đã quen thuộc kể từ đầu cuộc đua cúp truyền hình năm 2018 này, đó là Nguyễn Thành Tâm cùng với Lê Nguyệt Minh sẽ lại một lần nữa so kè trực tiếp với nhau tại mục đích đến để xem tay đua nào mới là người giành chiến thắng. Chúng ta thấy họ đã bắt đầu tiến vào khu vực quảng trường rồi. Khi qua hết quảng trường này thì sẽ còn khoảng 200m nữa để tung nước rút. Bây giờ đã là lúc để cho các đua của các đội sắp xếp các vị trí để đưa tay đua chủ lực của mình lên phía trên. Trọng tài đã phất cờ để làm mốc cho các đua nhắm vào và tung nước rút. Tốc độ đang được đẩy lên và lúc này thì dẫn đầu đang là tay đua của thành phố Hồ Chí Minh, anh Văn Hồ Việt Mỹ. Lê Nguyễn Minh đã vượt hẳn lên phía trên. Chúng ta hãy xem Lê Nguyễn Minh liệu có vượt qua được Nguyễn Thành Tâm hay không. Như vậy là chiến thắng ở trong chặng đua này đã thuộc về tay đua đang giữ chiếc áo xanh, tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Minh Giang, Lê Nguyệt Minh. Một pha tăng tốc phải nói là tuyệt vời của Lê Nguyệt Minh. Anh đã ra xe trước so với Nguyễn Thành Tâm và cuối cùng đã giành được chiến thắng một cách ngoạn mục để có được thêm 15 điểm áo xanh ở chặng đua ngày hôm nay. Như vậy là người về thứ nhì ở trong chặng này là Nguyễn Thành Tâm. Và về đích thứ ba một lần nữa lại là tay đua của Dược Đô Mexico Đồng Tháp, Nguyễn Tấn Hoài. Nguyễn Tấn Hoài ở trong những chặng đua gần đây, dù không nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng đội ở giai đoạn nước rút, nhưng anh vẫn luôn thi đấu rất hay khi bám rất sát những tay đua ở phía sau. Thì cũng như là trên đường đua thì bây giờ là đội An Giang đang làm chủ thế trận. Và đội An Giang đã đưa top về thành một chùm đông. Thì qua đó, qua cơ hội đó thì đội em đã xếp tài làm lớn ở những km cuối và người đồng đội chính là Mai Nguyễn Hưng đã đưa em vào những km cuối để em cố gắng thành để nhất chặng ngày hôm nay. Để tổ chức thành công chặng đua ngày hôm nay, ban tổ chức cuộc đua đã nhận được sự phối hợp rất nhịp nhàng và khoa học của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Ninh Thuận cũng như của thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Để ghi nhận sự phối hợp tốt đẹp ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời đại diện ban tổ chức sẽ trao kỷ vật lưu niệm cho đại diện của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Ban tổ chức xin kính mời ông Văn Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ bước lên sân khấu và nhận kỷ vật lưu niệm từ ông Lê Văn Phú, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua. Xin cảm ơn ông Văn Công Hòa. Tại tỉnh Ninh Thuận, Tôn Đông Á cũng dành 25 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng để trao tặng cho các trẻ em nghèo hiếu học. Trên sân khấu lúc này là 25 học sinh hiếu học và có những hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức xin kính mời ông Vương Chiêu Tuấn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thép Việt, đại lý Tôn Đông Á tại Phan Rang sẽ trao 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các trẻ em nghèo hiếu học của tỉnh Ninh Thuận. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn nhà tài trợ và hy vọng các em với phần quà nhỏ bé này sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn để trở thành những học sinh giỏi, trở thành những công dân có ích. Như vậy chúng ta có thể thấy hai tay đua đang giữ áo xanh và áo vàng của cuộc đua đã thi đấu rất tích cực ở chặng đua ngày hôm nay. Ngoài phần thưởng trị giá là 20 triệu đồng cho tay đua giành chiến thắng,
các vận động viên còn nhận được biểu tượng vui của cuộc đua, chú ngựa thần tốc Speedy. Một lần nữa chúng ta hãy chúc mừng thành tích của 5 vận động viên. Lưu ý, tiếp theo sẽ là bài lai độc trao thưởng cho giải người vẫn giữ chiếc áo chấm đỏ sau 18 chặng đua. Ban tổ chức xin mời đại diện. Với chặng đua ngày mai, việc tranh chấp áo đỏ trên này còn đều ghen. Đội Nguyễn Mộc và đội ghen thì Đồng Tháp sẽ đưa hai viên mạnh nhất là Nguyễn Tuấn Hoài, Phan Thái. Hai viên này sẽ hỗ trợ cho nhau để có thể giành điểm số với Lưu Ích để có thể đánh chiếc áo đỏ của Lưu Ích. Ninh Thuận lên mặc chiếc áo vàng danh giá sau 18 chặng đua cho tay đua Nguyễn Thanh Tâm. Tâm nghĩ chặng ngày mai sẽ là rất là gian khổ cho tất cả các anh em, không phải là riêng của đội của Tâm mà tất cả các anh em trên đoàn đua, thì phải vượt qua hai ngọn đèo rất là dài và rất là nắng ở phía trước. Hầu như là tất cả các anh em đều hỗ trợ Tâm hết mình và các anh em là những lá chắn rất là cứng cáp cho Tâm ở phần còn lại. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến ở trên đỉnh đèo Vĩnh Hy thật sự rất quyết liệt. Nhưng rõ ràng là sau trận này, Lối một lần nữa thể hiện được sức mạnh của mình. Và cũng chính sau trận đua này thì áo vàng chưa đổi chủ, vẫn thuộc về Nguyễn Thành Tâm. Các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh, Anh Văn, Hồ Phi Mỹ vẫn bảo vệ được vị trí dẫn đầu của mình trên giải xếp hạng đồng đội. Chính những kết quả này làm cho trận đua ngày mai, trận thứ 19 từ Phan Rang lên Đà Lạt qua hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Pren trở nên căng thẳng và mang tính quyết định hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp trận đua này từ lúc 8 giờ trên kênh HTV9 vào sáng ngày mai, cũng như là các kênh sóng khác của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các trang mạng xã hội của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Cảm ơn nhà tài trợ Tô Đông Á đã đồng hành cùng chúng tôi. Quốc Việt xin được nói lời chào tạm biệt. Sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn. Ai sẽ trở thành vua leo núi? Liệu có cuộc lật đổ nào ở giải áo vàng danh giá? Các vị trí giải đồng đội sẽ đảo lộn. Chặng đua thứ 19 qua hai đèo cao Ngoạn Mục và Pren luôn mang tính quyết định. Mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp chặng đua hấp dẫn này từ lúc 8 giờ ngày 18 tháng 4 trên HTV9.